Chào người trở lại với channel của mình. Mình là Ryan Lê. Và hôm nay mình sẽ trở lại video cực kỳ hấp dẫn, đó chính là review mà bán một bạc ở server S146. Hạt này cũng phải nạp, cũng phải vài tỷ này mà. Hạt của boss Nguyễn Minh Nhật nha. Thì hạt này lực chiến sẽ là 1-2. Thì mình sẽ cùng các bạn để xem lực chiến nha. Đầu tiên top 1 sẽ là anh Nguyễn Minh Nhật này, Nguyễn Minh Nhật. Top 2 sẽ là ACS Sky, Phủ Ngọc Hòa, Sida Đồng Nát. Server này cũng hơi bị nhiệt nha anh em. Ban họ thì sẽ có ban cậu ba và ban của ban huynh đệ và ban ngạo thiên, là hai ban đang cạnh tranh rất là gắt gao luôn. Thì mình sẽ cùng mọi người xem về cái những cái giá trị của hạt anh Nguyễn Minh Nhật để cùng anh em định giá, và anh em nào cần tiếp nối cái hạt của anh Nguyễn Minh Nhật thì cứ liên hệ anh nha. Tại vì anh bận công tác nên cũng hơi là không có thời gian ngon nữa anh em. Hạt này nạp cũng hơi khủng đấy. Hạt thời xưa nạp bên mình chắc cũng phải là hơn, theo mình chắc cũng phải hơn 2 tỷ ấy. Mình không nhớ nữa, mình mà nói chung nạp nhiều, để mình cho anh em coi đi. Nạp này 1, 2, 3, anh em kinh không? 1 tỷ, 1 tỷ rưỡi này mà. Các bạn sẽ cùng mình theo nhá nha. Thì đầu tiên, trước khi vào video là phút quảng cáo của mình, là bên mình có bán thẻ SIM rẻ các bạn từ nạp Slowbay và ngân hàng với tốc độ siêu nhanh. Phần mình lên tới chiết khấu là 9%. Phần mình sẽ nhận trung gian đóng tin tất cả những sản phẩm của VNC, cũng như mua bán hàng một cách an toàn nhất có thể. Và mình sẽ nhận định giá hạt này, tư vấn các bạn chơi game mua hạt, cũng như là các bạn cần úp móc bán bạc hay là cần một cái vấn đề nào trong game cứ liên hệ mình nha. Và bạn đừng quên like, subscribe kênh ủng hộ mình. Thì bây giờ không để đợi lâu nữa, mình sẽ vào luôn video. Thì đầu tiên các bạn sẽ nhìn về khí hồn. Khí hồn 155 có nghĩa là nửa set 16, nửa set 15. Thì trung bình set 13 sẽ là 10 củ. 10 củ là mình tính trung bình nha. 10 củ thì set 15. Set 15 thì 13. 13 10 củ. Win set 13 là 10 củ. Nhưng lên cho 15 là 4, đúng không? 4 là 40 củ. 40 củ thêm là nửa set 15 nữa là thêm 20 triệu nữa, là có nghĩa là 60 triệu. 60 triệu. Bây giờ mình sẽ qua tới những cái phần quan trọng nhất của gạt này. Thì đầu tiên các bạn phải coi về đồng bí kíp, bí kíp và tuyệt kỹ, hai cái này rất quan trọng. Bí kíp đạn chỉ thần công full, wow, full 12 sao quá là ngon luôn. Bí kíp này mà chơi cho những cái phái đánh thường như là cái bang Dương Môn Cung thì quá chuẩn rồi. Thiên Hạ Vô Cẩu 11 sao quá kinh luôn, hạt này cũng khủng nha anh em. Thức Thương Quyền, Hàng Long Trưởng hệ quả, anh ấy đang chơi là phái là cái bang nha, quá là chuẩn cho phái này rồi. Bây giờ sẽ coi tuyệt học đi. Tuyệt học thì full rồi, full cam. Nói chung full cam mà tuyệt học thì bạn biết là nạp hơi khủng rồi anh em. Để mà full cam tuyệt học thì phải là quá khủng rồi. Bây giờ nói về cái phần chế tạo, nói phần tuyệt kỹ đi. Tuyệt kỹ thì sẽ là đây, 85 cái đầu tiên tâm băng vô trụ, anh em chơi tâm băng nhiều này. Cái thứ hai là cố can, cố nhược kim, than hỏa, cái tuyệt học số 2 này anh em chơi cũng nhiều này. Tăng bỏ kháng quả, kháng chí mạng, cái này là ngon. Cái số 3, 60. Ba cái tuyệt kỹ này của ảnh là ở mức là 80, 85, 73, 60 là cũng khá là cao nha. Ba cái này up lên là theo mình cũng phải tốn 200 triệu nha. 200 triệu, bản sách chiến hồn là trị giá là 60 rồi. Cái này cho mình tính đi, cái này 40 thôi. Hạt này chỉ 100 triệu, hạt này chưa về tính mình 100 triệu thôi. Tại vì mình lấy cái số tiền mà phải đập vào ấy, mình chia cho 80%, đúng không? Cái này 200 triệu chia cho 80%, trừ đi 80% giá trị của bạn là còn 20, là còn 40 triệu nữa. Quá chuẩn luôn. Là 40 triệu nữa là 100 triệu. Bây giờ sẽ coi video. Mình sẽ coi video cho anh em đi. Đầu tiên là về chỉ số, về trang bị đi. Trang bị đầu tiên có bao tay bậc 15, hỏa sát nội, nội công, tấn công, chí mạng, sát thương, chí mạng, đỡ đòn quá ngon luôn. Đồ của anh 5 món thiên tứ nha. Về vàng đá, nội công, chí mạng, bỏ kháng quả, bỏ né, quá chuẩn. Cái áo của anh sẽ là miễn sát thương, chí mạng, kháng chí mạng, hỏa sát nội, bỏ né, né tránh chí mạng. Áo quá ngon này mà. Điêu khắc mát, điêu khắc cái bao tay mát. Cái áo điêu khắc mát. Cái điêu khắc cũng là cái tốn tiền hơi bị nhiều nha. Mình quên nữa cái điêu khắc, để cho anh em coi điêu khắc đi. Mát điêu khắc, mát điêu khắc, mát điêu khắc, mát điêu khắc. Mát điêu khắc, mát điêu khắc, mát luôn. Hạt này hơi bị xịn luôn ấy.
Đặt này bao xịn luôn em à. Phải nồi chứ. Trời ơi, mắt điêu khắc hết luôn. Quá kinh khủng anh em ơi. Quá là ngon luôn. Về vàng đá anh đi khỏi phải nói rồi. Mắt vàng đá anh em. Đặt này chịu chơi. Hồi xưa mình nạp cho đặt này là mỗi lần nạp là cũng phải 200-300 mỗi lần nạp là 10-20 triệu không. Mà tuần nào anh cũng 3 ngày hay là một tuần là anh nạp lần. Vì căng ấy, đợt này thì chắc ảnh bận công việc nhiều. Phi phong liêm trinh cực. Tối đa rồi. Tối đa nè. Tiếp tục là về cái phòng cụ mà những cái phòng cụ, nội công, sát thương chí mạng. Nội công. Né tránh nội công, ngon. Nội công, tấn công. Đây, chưa có nội công, nói chung ngon nha. Lực tay của ảnh 27k là cao. Bói sức 14, bực 14. Bắt quái cũng ngon này, coi bắt quái anh em, bắt quái. Bỏ né tránh, bắt quái của anh là đa số là full cam nha, full cam cũng ngon chứ. Bắt quái này ép lên chắc cũng tốn cam mớ đấy, cũng phải tốn vài chục triệu của bắt quái này, lưỡng cực. Nội công, sinh khí, bỏ né, ngon. Chí mạng, tấn công, bỏ né, ngon. Bỏ né của anh hơi cao luôn ấy. Lưỡng cực, một bên 64, một bên 71, quá ngon luôn. Quá kinh khủng luôn, về cái kinh mạch. Bây giờ có kinh mạch đi. Kinh mạch của ảnh 7666 cũng khá ok luôn. Bây giờ coi về chỉ số đi. Chỉ số của ảnh này, chỉ số chính xác 109%. Né tránh 59, sắp map. Bỏ né 4k1 52. Hơi bị cao luôn em à. Bỏ né anh em ở mức 3k5 thôi là khủng rồi. 4k1 52. Chuẩn hơi bị thốn. Đỡ đòn mát. Đỡ đòn miễn thương sắp mát luôn còn 1% nữa anh em. Chí mạng trời, chí mạng 115%, kháng chí mạng 111%, sát thương bạo kích 296%, biển sáu cương bạo kích 160%, hút sinh lực 0.86, tốc độ đánh 16%, Vinci mới sửa lại chí mạng có thể vượt lên mức 100 luôn này anh em, khá là kinh luôn nha. Phản đòn 2, cường hóa ngũ hành, nếu vần kháng thì ở mức trung bình 86% anh em. Anh này thì ổng mới chơi ngũ hành. Cái bang thì chơi lực tay nhiều, tỷ lệ thọ thương full. Anh em mà có cái tuyệt kỹ mà hồi xuân ấy là cái tỷ lệ nào mức khá là cao này, 75% rồi. Để xác linh chung. Bây giờ để coi cái khí hồn mà anh có cái ép cái khí linh vô không nhờ. Cái khí hồn ấy, để mình coi. Những cái khí hồn ép cái khí linh vô. Trời, khí hồn có luôn em. Khí hồn có cái khí linh vô nhờ. Khí hồn vẫn chưa ép khí linh vô. Khí linh này bên kiếm thế đúc hơi bị căng thôi. Để coi bet của anh đi. Mình quên coi bet. Coi bet của anh coi như sao nha. Đồng hành anh có một con thử lai bảo. Con thử lai bảo này 76 thì cũng ngon ấy. Những cái thuộc tính kia thì hơi thấp, nhưng tính con này hơi thấp tí xíu. Con kiêu dương 968 ngon nha. Con này ngon nha anh em. Nha, con tiếp tục là con Thảo Đô Đô. Đây con này nghị lực con 79 cũng ngon nha. Cái tiềm năng mà trên 7 ấy, ở trên 7 một cái 7 cái 9 là ngon nha, cần thêm tí thôi à. Kỳ lân này thì cái tiềm năng đầu tiên nó hơi cùi tí xíu. Ở phía dưới ok, nói chung theo mình có con kiên cường này được này. Chơi con kiên cường này được anh em, chỉ số nó cao này. Con kiên cường chưa áp chế khi tấn công có 10% xác suất bỏ qua né tránh. Đồng thời duy trì 5 giây. Tổng kết tấn công có 30% xác suất giảm kháng tất cả địch trong mục tiêu. Khá là ngon con này, quýnh ao nghe được này. Hiệp cốt vô trường, điểm nội phòng tăng 80. Điểm nội phòng có thể chuyển hóa thành chỉ số tỷ lệ giúp bạn giảm sát thương nội công phải chịu ngon. Còn con thử lai bảo này, anh đang xài thử lai bảo kiên cường, khi tấn công có 20% xác suất nhận hồi sinh lực mỗi giây. Chiêu này cũng ngon, chiêu giãn cách kích hoạt là 18 giây, chiêu này cũng ngon. Cho những phái mà không có hồi máu thì chiêu này nên cần. Còn những cái phái hồi máu thì anh em không nên lấy chiêu kiên cường này, tùy anh em thôi. Giả sử những phái mà có hai thứ, nếu mà những cái phái mà anh em cảm thấy mà hồi máu không cần nữa thì không cần lấy chiêu này. Còn giả sử cái bang theo mình lấy cũng ok. Tiếp tục là chiêu ăn mòn này. Chiêu này giảm kháng chí mạng khá là ngon luôn. Úp cái này hơi tốn nè. Úp cái này này
xong rồi anh em mà up thêm ấy thì anh em mệnh hóa lên, ảo hóa lên này. Anh em mệnh hóa những cái điểm lên chứ lộn lộn. Anh em mệnh hóa những cái điểm lên này, dùng 10 mệnh hồn này xong rồi up lên. Đây. Này là tại vì ảnh có bát rồi. Mệnh hồn thì mình coi coi nha. Dùng mệnh hồn ấy up lên thôi, cũng dễ. Thi đấu thì bỏ con thi đấu vô. Xong rồi lấy ra thôi, sao tài kéo 4 tên sát thủ, 3 tên sát thủ đi nhìn thấy ghê. Xenter đi bắt chó. Này nói chung là của anh Nguyễn Minh Nhật thì bạn thấy cái tên đó bắt thì bắt bị đúng rồi. Thiên hùng sắc tinh lung tỷ lệ chuyển đổi. Sắc tinh một món số ăn đồ sẽ bút kỹ năng mà trừ. Khi bị đại hiệp hạ độc sắc tinh lung đang kích hoạt khả năng chuyển tên chuyển lên người đối phương. Số lần bị điểm BK trên 10. Nhưng giờ có bóp nha. Chỗ này tăng dữ vậy. Sao kích hoạt hiệu ứng tăng thiên hùng tinh người dùng tăng 3 lần nạp kinh công. Ngon vậy. Tăng 3 lần nạp kinh công luôn dữ vậy. 6 lần. Chơi cái bang được 6 lần kinh công mà cái chiêu này nó hên không nhỉ. Đấy, kinh công hơi bị ngon. Hôm nay solo ngon nha chứ bộ. Mà kinh công nhiều thì theo mình nó cũng không có hợp lý lắm. Còn dùng cái này tăng kháng quả lên 22.500 điểm. Phải nồi. Tăng cái kiểu này lên má mách kháng quả luôn đi đấu môn phái ngon rồi. 22.000 điểm mách luôn. Cái chiêu này sẽ tăng lại chính xác vật lý nội công. Miễn sát thương bảo kích băng sát ngoại. Độc sát nội. Tỷ lệ choáng giảm. Tiêu thiêu đốt tăng bỏ kháng kim. Tất cả tiềm năng 300 thời gian choáng giảm. Miễn sát thương sinh khí. Nội lực thân pháp. Nội công thời gian thọ thương giảm chiêu này cũng ngon đấy. Nội công mà nội công tăng 600 điểm nó hơi ngon nha. Nội công tăng 600 điểm hơi bị ngon luôn. Nhưng mà anh xài kinh công này mình thấy không có cần thiết đâu, cần 6 lượt kinh công đâu. Thấy trên màn hình là của anh Nguyễn Nhật nha. Thì hạt của anh Nguyễn Nhật hiện tại đang được rao bán với giá là 88 triệu nha anh em. Hạt này phải nói là quá ngon. 85 triệu là theo mình là quá rẻ để anh em có thể mua trải nghiệm, mua và đầu tư chơi tiếp. Tờ hạt này nói chung nhìn sơ ấy là đầu tư cũng phải 2 tỷ anh em. Nếu mà chơi võ lâm lâu ấy thì hạt này đầu tư cũng phải 2 tỷ. Cái điêu khắc này là cũng vài trăm triệu tới 1 tỷ này. Xong rồi cái bát quái thì cũng ngon. Quan trọng cái tiền trị của anh khá là ok nha. Thì mình xin kết thúc video đây. Thì nếu anh em là mua hạt của anh Nguyễn Nhật, Nguyễn Minh Nhật với giá là 88 triệu thì cứ liên hệ Zalo của mình nha, 0906022062. Và anh em cần nạp thẻ với chiết khấu 9% cũng như các dịch vụ khác thì liên hệ mình. Chào mọi người, hẹn một trong video kỳ sau. Chào mọi người.